Phương xin trân trọng gửi lời chào đến quý khán giả đang đến với một chuyến đi nữa của chương trình On The Move được chiếu hàng tuần trên Đài Sài Gòn TV. Và thưa quý vị, theo như tiêu chí của On The Move là Thủy Phương mong muốn được gửi đến quý khán thính giả những cái địa điểm lý tưởng cho những điểm đến cho gia đình vào mỗi cuối tuần. Nhưng mà lần này thì Thủy Phương xin gửi đến quý vị một cái điểm đến lý tưởng cho những đôi lứa đang yêu và đến đây để hẹn hò. Và kính thưa quý vị, Thủy Phương đang có mặt tại ngay tại trên Temecula, một vùng đất rất là ấm áp của vùng Nam California. Và không chỉ là chúng ta đến thăm Temecula không, mà đây là nơi khu vực những cái vườn nho tại Temecula. Tại sao lại là một cái địa điểm lý tưởng cho những đôi lứa yêu nhau? Tại vì quý vị nghĩ xem, vào cuối tuần nè, chàng và nàng nắm tay nhau và chúng ta cùng đi thăm những vườn nho, cùng thưởng thức những giọt rượu nho và cùng nói chuyện với nhau, còn gì bằng, đúng không quý vị? Và bây giờ tôi vẫn xin mời quý vị chúng ta hãy ghé thăm vườn nho Temecula. Từ tờ mờ sáng, đoàn chúng tôi đã có mặt tại địa điểm của công ty California Dreaming nằm trên một ngọn đồi nhỏ tại vườn nho Vindimia. Đây là một kinh nghiệm hoàn toàn mới mẻ đối với tất cả những người trong đoàn, nên ai cũng háo hức. Khung cảnh chuẩn bị cho khinh khí cầu thật là ngoạn mục. Bắt đầu bằng việc sử dụng một chiếc quạt thật lớn, thổi hết tốc lực vào chiếc khí cầu và chiếc bong bóng này nhằm trước hết tạo độ căng. Và khi độ căng của khí cầu đã đến mức cần thiết, khí nóng sẽ được thổi vào để cho chiếc khí cầu này có thể nhẹ đi và bay được. Quả đúng là một khung cảnh có 102, nhất là trong một buổi sáng tuyệt đẹp như thế này. Và từ từ, chiếc khinh khí cầu lừng lững bay lên cao. Hôm nay là một ngày tuyệt đẹp và ấm nắng. Từ độ cao khoảng chừng 3.000 feet, chúng tôi ngắm nhìn tầm xoay tròn 360 độ, ngắm nhìn bao quát toàn cảnh Temecula vào buổi sớm. Không chỉ riêng Temecula, chúng tôi còn thấp thoáng thấy một mảng be bé của vùng biển đằng xa ở phía tây, rặng núi Paloma phía nam, hồ El Señor hướng đông bắc giáp ranh với vùng núi Silverado thuộc công viên Santa Ana. Thoạt đầu với những người sợ độ cao thì có lẽ chuyến đi này hơi có phần mạo hiểm. Nhưng khi chiếc khinh khí cầu bắt đầu bay cao, mọi hồi hộp chợt tan biến. Hoàn toàn sử dụng sức gió và không hề có sự hỗ trợ của máy móc, chiếc khinh khí cầu lơ lửng đổi hướng dưới sự bẻ lái tài tình của ông Dave, người phi công của chúng tôi ngày hôm ấy. Nhìn thấy thật xa và rộng, từ khinh khí cầu chúng tôi còn thấy rất rõ và gần. Gần đến nỗi khi ghé ngang vườn nho South Coast, chúng tôi dường như đang ngửi thấy mùi cà phê ban sớm mà ban tiếp tân đang pha trong khu nghỉ mát. Và người khách dậy sớm đang thưởng cảnh ngoài ban công, còn vẫy tay chào chúng tôi thật thân thiện. Một khung cảnh thật ngoạn mục và lãng mạn giữa trời cao, đất rộng, khiến ta nhìn vòng quanh thấy mình bé nhỏ, và xa xa là những chiếc khinh khí cầu bằng hữu khác. Một bắt đầu rất thơ cho một ngày hẹn hò của lứa đôi. Và rồi hơn một tiếng đồng hồ du hành trên không cũng đến hồi kết thúc. Vindimia là từ gốc Latin với ý nghĩa là thu hoạch hay mùa hái nho. Ông Dave tâm sự trên chuyến bay. Ông và người vợ của mình bắt đầu những chuyến bay khinh khí cầu vào những năm 85-86. Và khi cùng chu du với những người khách của mình, ông đã phải học hỏi rất nhiều để có thể giải thích và kể cho họ nghe những câu chuyện về trồng nho, điểm khác nhau giữa những vườn nho đang lướt qua. Từ đó, dần dà, sự học hỏi hóa thành niềm đam mê, mong muốn được tận tay trồng nho, tiếp xúc với những thay đổi của khí hậu. Và lúc ấy, chính những kiến thức ông đã tìm tòi cho mình
trở thành động lực và nền tảng giúp ông trong việc xây dựng vườn nho của chính bản thân mình. Vâng, thưa quý vị, như vậy là hồi sáng nay chúng ta đã cùng đón mặt trời lên khi mà đi cái, tôi vừa gọi là khinh khí cầu, cái hot air balloon qua thành phố Temecula. Khinh khí cầu hot air balloon tại Temecula thì mà chúng ta vừa mới đi hồi sáng đó là do công ty California Dreaming, cùng một công ty chính với lại một cái vineyard, một cái vườn nho, một cái winery tên là Vendimia. Thì sau khi mình nhìn ngắm mặt trời lên ở Temecula thì chúng ta sẽ được mời ăn sáng và thưởng thức những cái ly rượu rất là ngon và refreshing, rất là tươi mát tại Vendimia Winery. Và bây giờ Thủy Vân xin mời quý vị chúng ta hãy cùng ăn sáng ha, và chuẩn bị cho một ngày dài hôm nay chúng ta đã cùng thám hiểm Temecula. Okay, what do we have here? This is cinnamon bread, and then we have some strawberries and oh, cheese, Swiss cheese, and then we have coffee, tea, and cocoa, and then we have mimosas also. Awesome. Okay, let's start. Và cái thưa quý vị, bây giờ thì trước mặt Thủy Vân đang có một cái dĩa ăn sáng được cung cấp bởi Vendimia Vineyard. Đó cũng là cái công ty mà đã cung cấp cái khinh khí cầu mà chúng ta đang chiêu du hồi sáng nay. Thì trong dĩa của Thủy Vân thì ở đây người ta có là bánh mì, có trái cây ăn sáng. Và đặc biệt là vì chúng ta đang ở Temecula Vineyard, Temecula Wine Country, là vùng chuyên về rượu vang Temecula, cho nên là người ta có thêm crackers and cheese để mà lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng được, chúng ta đều có thể taste một chút xíu rượu vang cùng với một miếng cheese và nhấp nháp crackers. Và bây giờ thì Thủy Vân xin mời quý vị cùng ăn sáng. Quý vị, Thủy Vân đang đứng bên cạnh ông chủ của California Dreaming cũng như là Vendimia Vineyard, ông Dave Bradley. And hi Dave, how are you today? Hello, good morning. Thank you so much for letting us join you guys for this journey this morning on the hot air balloon. So through to today, this qua hành trình sáng hôm nay, tôi có thể cảm nhận được sự đam mê của ông về khinh khí cầu. Vậy thì ông có thể chia sẻ câu chuyện của mình với quý khán thính giả không? Chắc chắn rồi. Câu chuyện của tôi bắt đầu từ rất sớm, khi tôi mới chừng 14 tuổi thôi. Và lúc đó tôi có dịp đi theo những nhóm chuyên về khinh khí cầu. Không những vậy, tôi còn có dịp tham gia chuẩn bị cho khinh khí cầu lúc bay nữa. Và kể từ ngày đầu tiên cùng vài ngày sau chuyến bay đầu tiên của mình, tôi đã bắt đầu đam mê bộ môn này. Có một cái gì đó đầy mạo hiểm khi người ta không hoàn toàn làm chủ được đường bay, nhiều khi phải đáp xuống những cánh đồng lạ và gặp gỡ mọi người lần đầu tiên sau những chuyến đáp ấy. Cũng có thể nói đó là một cảm giác thật lãng mạn khi ta phải đoán biết và nương theo hướng gió khi điều khiển chiếc khinh khí cầu. Tôi nghĩ cũng giống như trong một mối quan hệ vậy, đúng không? Ta phải uyển chuyển và tùy cơ ứng biến. Bởi vậy mà thật hợp lý khi chuyến bay ngày hôm nay là phần mở đầu cho một cuộc hẹn hò thật lãng mạn. Absolutely. What intrigued me a lot, like you just said, is thật là tuyệt vời. À, mà điều làm cho tôi thích thú nhất là khi ông điều khiển cái thật sự lại nằm trong bàn tay của tạo hóa. Như vậy là ông đã phong ba trong ngành khinh khí cầu này hơn 37 năm rồi, đúng không? Đúng vậy, tôi đã ở trong ngành này tròn tràm 37 năm. Một phần công việc mà chúng tôi làm không hẳn là điều khiển tự nhiên, mà chỉ là cố gắng nương theo những điều kiện khí hậu sẽ xảy ra, dự đoán, hiểu và nắm rõ thời tiết. Và đó cũng là một trong những lý do chúng tôi chọn Temecula ở vùng Nam Cali. Đó là vì khí hậu ở vùng này rất phù hợp, không chỉ để bay khinh khí cầu, mà cả trồng nho, làm rượu vang nữa. Đó là một sự liên kết vô cùng đặc biệt, cho dù ta đang ở đâu, ở Pháp, Tây Ban Nha hay hiện nay Nam California. Thật là thú vị Dave ạ. Ông không những là chủ của California Dreaming mà còn là chủ của vườn nho Vendimia. Không những thế, thật sự ra ông không phải là người từ Cali. Vậy thì tất cả bắt đầu từ đâu? Làm sao ông có thể bắt đầu từ đam mê khinh khí cầu ở Illinois? Rồi bây giờ, ông đang ở vùng Nam California nắng ấm, chăm sóc một vườn nho và lo luôn cả đam mê khinh khí cầu của mình ở Temecula. Tôi sinh ra và lớn lên trong một nông trại nhỏ, và có lẽ chính vì vậy mà công việc trồng trọt cũng là một đam mê của tôi. Vả lại,
khinh khí cầu và thời tiết có một mối quan hệ khá mật thiết với nhau. Nhiều khi tôi phải đáp xuống cánh đồng hay vườn nho của người khác, và từ đó tôi có cơ hội được trò chuyện, trao đổi về trồng trọt với những người nông dân, người chủ trang trại hay vườn nho ấy. Dần dần, từ những chuyến đi như vậy, tôi học hỏi được rất nhiều thông tin về cách trồng trọt, chăm sóc vườn nho. Niềm đam mê ấy bắt đầu từ khoảng năm 89 đến đầu thập kỷ 90. Tôi bắt đầu mơ ước về một vườn nho nho nhỏ của mình. Và dần dà, giấc mơ ấy đã chín mùi. Và bây giờ, chúng tôi đã và đang trồng nho, làm rượu ngay trên chính mảnh đất của mình. Và cuối cùng là cái ngày định mệnh ấy đã đến khi ông thắng cuộc đua lớn của khinh khí cầu, và ông đã dùng giải thưởng ấy để mua cho mình 10 thùng rượu đầu tiên, đúng không? Đúng rồi. Lúc đó thì chúng tôi đã mua vườn nho và bắt đầu suy nghĩ về việc mở xưởng làm rượu. Lúc đó tôi đang ở Louisville, Kentucky, tham gia Kentucky Derby dành cho khinh khí cầu. Lần đó tôi đã may mắn thắng quán quân với số tiền thưởng là 5.000 đồng. Tôi quyết định không nói cho bà xã tôi biết mà đi thẳng về hướng Nam, nơi có những thùng gỗ bourbon và thùng rượu ở một thôn nhỏ nằm ngay gần Louisville. Và tại đó, tôi đã mua 10 thùng rượu đầu tiên của mình và đưa chúng về lại California. Đó chính là điểm bắt đầu của chúng tôi. And I could tell that those are your most prized products here. So tell it about the your two bottles of wine in front of us. Ở Temecula, khí hậu khá ấm áp. Chính vì vậy mà tại đây có thể làm hai loại rượu vang trắng và vang đỏ. Với vang trắng, chúng tôi được biết đến bởi hai loại Sauvignon Blanc và Viognier. Các loại nho này yêu ánh nắng mặt trời và chúng tôi thu hoạch chúng khá sớm vào khoảng đầu kỳ tháng 8. Citrus characteristics. Viognier is grown in the eastern part of France, and some of those characteristics can be common to the eastern side, a lot of the mouthfeel. But the citrus is really more of a kind of a Southern California thing, and that's not citrus because of the plants that we have here, it's because of the heat and the type of sun exposure that we get. Về loại rượu vang đỏ, tôi được biết đến với Syrah, Cabernet, Tempranillo, Sangiovese. Đây là những loại nho yêu khí hậu nóng, cũng như cần tính thống nhất trong lúc gieo trồng. Như mùa xuân vừa rồi thì khí hậu rất tốt, tạo nền tảng cho vị berry và trái cây trong rượu. Cũng như thời tiết không quá nóng, thì các loại rượu ấy sẽ thật tuyệt vời khi chúng tôi bắt đầu thu hoạch vào tầm tháng 9 hay tháng 10. Những năm vừa qua, chúng tôi đã rất may mắn khi có liên tục 4 năm liền, các loại rượu vang mà chúng tôi sản xuất đều rất đều, chất lượng như nhau. California area has an opportunity to come visit us. Oh, 89 wine enthusiast. I'm a red wine girl, but I have to try it. Thank you so much, Dave. So any last word you have for Saigon TV audience? I just really appreciate you guys coming out this morning and spending your morning with us and enjoying the beautiful views. We had a great flight, and just to see the people's reaction and your reactions, it was very special. Thank you very much. And when I first came here, I heard the bird was singing, and it was, I believe Andrew was telling me that it's rare for them to sing that loud and that early. So it was a very lucky day, and I'm lucky to be here. Thank you, Dave. Thank you. It's my pleasure. Thank you so much. We'll be right back.